Chuyện là mỗi lần đi học về thì Mỹ Tiên không bao giờ chạy về nhà, mà thích la cà bên mấy cái quán vỉa hè gần trường, mà nhất là cái tiệm của cô Sáu kế bên. Cô Sáu bán đủ thứ luôn, nào là bánh tráng trộn, nào là xoài lắc, cốc lắc, còn có thêm là cái món cá viên chiên. Ăn xong rồi là Mỹ Tiên chạy vọt về nhà để học bài ngay. Nhưng mà trước khi học bài thì Mỹ Tiên thay đồ cái đã. Ở nhà thì mặc mấy cái áo thun này cho nó thoải mái và mát mẻ. Việc học bài là cái việc mà Mỹ Tiên không hề thích một xíu nào hết. Học mới được có 5 phút thôi là cái miệng nó buồn nữa rồi. Vậy thì phải ăn cho đỡ buồn chứ sao? Phải ăn xong thì mình mới có sức để học mà phải không? Nhưng mà câu chuyện thì nó đâu có dừng ở đó. Ta nói căng da bụng mà trùng da mắt. Vì thế Mỹ Tiên đã hẹn lại cái bài tập vào ngày hôm sau, sẵn sàng thay đồ để mà vào giấc ngủ. Còn nếu như mà muốn Mỹ Tiên siêng năng hơn thì hãy nhấn một like phía dưới và đừng quên nhấn follow để xem những clip hot từ mình nữa nha.